Trong tận thế kinh khủng nhất không phải là zombie, mà là thực vật phát sinh biến dị. Dây leo của bọn chúng lộ ra màu đỏ tươi rục rịch, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị bọn chúng quấn quanh cắn nuốt. Lúc này ở dưới đèn đường đứng một con zombie đang lắc đầu, nó không biết dây leo trên đỉnh đầu đang lặng lẽ tới gần. Đột nhiên dây leo giống như mãng xà nhào vào, quấn quanh cổ zombie cứng rắn đem nó treo lên, sau đó lại bò tới mấy dây leo đâm vào thân thể zombie, ung ục hút máu thịt của nó. Ở xung quanh còn có mấy con zombie cũng bị tập kích, có con bị quấn lấy thắt lưng, có con bị quấn lấy cổ chân, zombie gào thét không ngừng, lập tức kinh động xe tăng trấn thủ ở đây. Hắn vội vàng tiến lên, đột nhiên hai tay nắm lấy dây leo quấn lấy zombie, tiếp theo dây leo bị xé rách, máu đen ngòm vốn hút từ trong đó phun ra. Nhưng mà dây leo kia cũng không chớt, trói chặt vào mắt cá chân và cổ tay của hắn, chẳng qua xe tăng dùng sức lực ngây ngốc, kéo đứt dây leo. Dây leo kia phát hiện không được, liền lôi kéo zombie khác nhanh chóng rút lui về phía Bắc Sơn, kéo những zombie bình thường nằm sấp trên mặt đất, liều mạng bỏ về phía trước. Nhưng khí lực của bọn chúng không cách nào tránh thoát dây leo, trong nháy mắt bị kéo dài hơn 10 mét, nhưng việc này Tiểu Bát kịp thời chạy tới. Đôi tay sắc bén giống như hai móng vuốt không ngừng vung lên, dây leo đến đâu đều vỡ vụn, cứu những zombie kia xuống. Dây leo phát hiện không địch lại như thủy triều lui về phía núi rừng. Trải qua sự kiện kỳ lạ này, xe tăng và xe buýt lập tức tìm đến tôi báo cáo. Sau khi tôi biết được, trong lòng cũng không quá bất ngờ, đã sớm nhìn thấy những dây leo trên núi kia không thích hợp, thật đúng là có xu hướng khuếch trương lãnh địa của mình. Đến sáng hôm sau, tôi đến nơi xảy ra sự việc, ánh mắt đảo qua khắp nơi đều là rễ cây vỡ vụn, còn có dấu vết zombie bị kéo đi. Lan tràn đến hướng núi rừng, xa xa còn có rất nhiều dây leo, lá cỏ theo gió lay động, tựa như là thực vật bình thường, căn bản không có gì bất thường. Tôi đã nhìn ra những dây leo kia cũng không có ý thức tự chủ, bọn chúng giống như sau lưng xúc tu có một chủ não khống chế. Chủ mưu hẳn chân chính ẩn nấp trong rừng núi rậm rạp, ta lập tức dùng năng lực bí ẩn đi về phía núi rừng. Quyết định dò xét một phen trong rừng cây u ám ẩm ướt, ta dọc theo dấu vết sinh trưởng của dây leo một đường đi vào trong. Đu đủ thuận đằng rất nhanh đến một biệt thự, ta đã nhận ra một hơi thở khác thường ẩn giấu trong biệt thự, nhưng khi ta vừa bước vào đình viện, một dây leo như một con chăn đứng dậy sau lưng tôi, mắt thấy sắp phát động tập kích, tâm niệm của tôi, trong nháy mắt, áp lực khủng bố tràn ngập tất cả các dây leo xung quanh. Đình viện vốn im lặng lập tức hỗn loạn, ngay trong biệt thự vang lên một tiếng thét chói tai tựa như phù thủy gào thét muốn ra sao. Trong lúc tôi phất tay lấy ra một thanh trường đao, năng lượng thúc đẩy liệt hỏa đốt cháy toàn bộ thân đao. Ngọn lửa vốn là khắc tinh của thực vật, tôi vung chảm về phía trước, biến vô số dây leo thành tro tàn. Ánh mắt nhìn về phía trước, lá cỏ rậm rạp trên vách tường biệt thự, vậy mà làm nổi bật một hình người. Ngươi không nên tới nơi này, người cỏ kia phát ra âm thanh bất nam bất nữ, cả người anh ta bị bao bọc bởi màu xanh lá cây, giống được tạo thành từ cỏ, cũng không biết xem như thực vật hay động vật. Nhưng có thể xác định chính là nó chính là chủ não khống chế dây leo, ai cho phép ngươi đi lãnh địa của ta gieo rắc, ta không thể tìm ngươi sao? Nếu muốn chết ta liền thành toàn cho ngươi. Toàn bộ người cỏ ánh sáng màu xanh nhạt phát tán ra xung quanh cuồng dũng mà đến. Cả khu vực này, những chiếc dây leo điên cuồng sinh trưởng, vô số dây leo phô thiên cái địa hiện ra, tầm nhìn của ta bị thực vật che khuất, rơi vào một thế giới màu xanh biếc. Đôi mắt ta hồng quang lóe lên, lĩnh vực sư vương triển khai đến cực hạn, sau một tiếng chấn động, tất cả xung quanh đều nổ tung, dây leo dày đặc dưới áp lực cường đại hóa thành điểm tích lũy. Thân thể người cỏ kia run lên, rõ ràng không nghĩ tới lĩnh vực của ta lại cường hãn như vậy. Nhưng hắn mạnh mẽ ổn định thân hình, tiếp tục thúc đẩy năng lượng sinh trưởng vô tận. Theo một tiếng thanh thoát, nguyên bản bạo bạo dây leo lại một lần nữa phát ra chồi non mới. Trong nháy mắt trở nên tráng kiện, thực vật đầy trời lại bao phủ ta. Mà ta phát hiện ra năng lực của người cỏ này quả nhiên rất dẻo dai, dựa vào thực lực của hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ sư vương bên nào bên ngoài. Hơn nữa phương thức công kích này có chút hình thành ý tứ của lĩnh vực. Trong rừng hoàn toàn loạn thành một đoàn, hai người giằng co không ngừng. Nhưng thảo nhân tự tin 10 phần, xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào, bị dây leo đầy trời của ta bao vây, chém chi vô tận giết không dứt. Theo ta phán đoán, thực lực của thảo nhân tuyệt đối ở cấp A trở lên quả thật có chút khó chơi. Nhưng không suy nghĩ nhiều, ta dùng ra lực lượng thể lực cường hãn, đột nhiên bước ra một bước, bàn chân rơi xuống đất, trong nháy mắt trực tiếp kịch liệt, đất đai bắt đầu sụp đổ. Rễ cỏ vốn sinh trưởng ở bên trong đều bị chấn nát, chảm thảo muốn diệt rễ, ta bước trước một bước, thế lực khủng bố theo đó tiến về phía trước. Sắp bao phủ người cỏ trong đó, người cỏ lập tức cả kinh, loại lực lượng hủy diệt này làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác không lành. Sinh vật trước mắt rất cường đại, ta nắm chặt trường đao hỏa diễm nóng rực, thân thể căng lên, hai chân phát lực đột nhiên đạp về phía trước. Lúc này người cỏ tựa như nhìn thấy một trận bão táp đánh về phía mình, thiên tai giáng xuống hư không mãnh liệt. Cảm giác thảo nhân trong nháy mắt dâng lên, ta không muốn chết, nội tâm người cỏ không cam lòng, hắn vốn là một gốc cỏ nhỏ.
Từ khi nốt chửng kiến bắt đầu phát triển đến quy mô hiện tại, hơn nữa bất an với hiện trạng trên núi, tưởng tượng sự phát triển trong thành phố. Mơ ước một ngày nào đó sinh trưởng ra cả thế giới, không ngờ vừa mới ra khỏi núi đã chọc vào một tồn tại cường đại như vậy. Trong nháy mắt hơi thở nóng rực đã đến trước mặt, ta cầm trường đao chém ngang thân thể người cỏ, thảo nhân lại phát ra tiếng thét điên cuồng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Những dây leo như rắn dài bắt đầu nhanh chóng khô héo, những kẻ ở xa quan sát, tất cả sự hỗn loạn trong rừng trở về yên tĩnh. Thân thể người cỏ bị chém thành hai đoạn nằm trên mặt đất, thật vất vả mới sinh ra ý thức đang dần biến mất. Quan sát gần, tôi phát hiện hắn quả thật là một đoàn cỏ. Chỉ là tự dệt thành hình người, ở bộ vị ngực có một viên thủy tinh lấp lánh, đó là nguồn năng lượng của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trong ý thức của người cỏ truyền ra một tín hiệu, tôi cũng không biết tôi nên trả lời như thế nào, dù sao cho tới nay, chưa từng gặp phải đối thủ ngang ngược. Linh hồn người cỏ rung động thật sâu, sinh vật ngoài núi đều kinh khủng như vậy sao? Đáng tiếc mình không thể sinh trưởng đến toàn bộ thế giới. Một cây cỏ cũng có giấc mơ xưng bá, ngay sau đó thân thể còn sót lại của nó bắt đầu co lại và phân hủy thành tro bay. Cuối cùng chỉ để lại một tinh thể phát sáng, tôi nhặt nó lên và quan sát kỹ hơn và thấy rằng bên trong tinh thể có một cái gì đó giống như sợi, trông giống như một hạt giống, vì vậy tôi tự hỏi, có lẽ tôi có thể trồng lên để xem nó có thể phát triển thành một cái gì đó. Trở về nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, lật tay và đặt hạt giống trong lòng bàn tay, năng lượng rất phức tạp nhưng rất mạnh mẽ. Suy nghĩ về cách thức này nên được trồng, rõ ràng là hạt cỏ này giống như kim hà. Phương pháp thông thường không phải đào một cái hố chôn một chút đất là có thể trồng ra chắc chắn không được. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc ở trên núi. Rễ dây leo đều mọc trên từng cái đầu lộ ra. Hơn nữa trước kia khi tấn công các sư vương khác, đã từng thấy rất nhiều kiểu dung hợp. Ví dụ như chuột mặt người, bàn tay nhện nữ, chứng tỏ zombie có khả năng tương thích rất mạnh. Vậy mình có thể tạo ra một quái dung hợp hay không? Nói làm liền làm, tôi trực tiếp sử dụng năng lực thi ngục đi xuống đường dưới lầu. Zombie nhìn thấy tôi nhao nhao đỡ tay vị. Ánh mắt ta là nhìn chằm chằm vào một con zombie tinh nhuệ, hơn nữa còn đã tiêm virus. Sở dĩ lựa chọn tinh nhuệ át chủ bài là bởi vì sợ năng lượng hạt giống quá mạnh, zombie bình thường không khống chế được, sẽ bị hạt giống coi như thức ăn cắn nuốt hết. Ta lấy hạt giống ra và sử dụng năng lực thi triển, giơ tay đặt nó trong đầu zombie, zombie kia còn chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ phát mãnh, ngươi không có cảm giác gì sao? Ta tò mò đánh giá, không có cảm giác zombie lắc đầu, nhưng trong đầu hắn lắc lắc lư, giống như âm thanh nảy mầm. Đầu óc ngứa ngáy a, zombie bỗng nhiên ngứa ngáy khó nhịn, hai tay gãi đầu có vẻ cực kỳ thống khổ, lông mày của ta nhíu lại, chẳng lẽ muốn thất bại sao? Thật tốt, zombie ngửa mặt lên trời gầm gừ, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, đồng thời mở mắt ra, đồng tử biến thành vẻ sầu lo. Bỗng rắc một tiếng giòn vang, có một cây cỏ nhỏ màu xanh biếc từ đỉnh đầu sinh trưởng ra, khí tức zombie trong nháy mắt trở nên cường đại. Cảm giác ngứa ngáy biến mất, hắn mở hai tay ra, năm ngón tay lại biến thành dây leo phát tán ra xung quanh, khiến những zombie khác gần đó đều hoảng sợ. Ngươi đừng để cỏ mọc dài, lập tức dây leo co rút lại biến trở lại năm ngón tay, zombie nắm chặt hai tay, vẻ mặt có chút kinh hỉ. Lão đại, ta có thêm một cỗ năng lượng kỳ dị trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi gật gật đầu. Hiển nhiên mình thí nghiệm thành công, đạt được một con quái bội dung hợp, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ, chuyện gì xảy ra? Quái dung hợp nhà người ta đều là khí phách uy vũ, trên đỉnh đầu hắn lại mọc một cọng cỏ, có vẻ có chút buồn cười. Cũng được rồi, muốn cuộc sống trôi qua, trên đầu nhất định phải mang theo chút màu xanh lá cây. Nhưng khí tức của zombie này quả thật trở nên mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Nếu sau này hút đủ máu thịt cũng có thể đạt được hiệu quả sinh trưởng vô tận của người cỏ, đến lúc này hắn trở thành thành viên thứ 5 dưới tay tôi. Tôi đặt cho nó một cái tên rất phù hợp, bận rộn xong tất cả, tôi ở nhà xem điện thoại di động, chuẩn bị thu thập một ít tình báo. Gần đây tôi chú ý hơn đến công ty TIK, muốn đưa virus Q vào tay. Sau khi đăng nhập vào trang web chính thức của công ty T-Tech, quả thật cập nhật mấy thông báo, trong đó có một tin vui hấp dẫn sự chú ý của tôi. Công ty chúng tôi sắp điều người thức tỉnh cấp A tới, người mạnh mẽ che chở người sống sót an toàn. Trong lòng tôi cân nhắc người thức tỉnh cấp A sẽ không đi cùng với virus Q, phỏng chừng không bao lâu nữa mình sẽ gặp phải người thức tỉnh cấp A kia. Đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt để thôn phệ toàn diện cấp A. Mưa nhỏ kéo dài suốt mấy ngày, ở rìa thành tận cổ, có một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh. Một đội trưởng thức tỉnh của công ty Tech ở phía dưới nghênh đón một thanh niên cao lớn bước ra khỏi máy bay trực thăng, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, đúng là một người nước ngoài. Thanh niên chính là người thức tỉnh cấp A đến trụ sở công ty Tech, tên là Đơn Xuân Na, phụ trách công tác áp giải virus Q, trên tay trái mang theo một cái dương hợp kim màu bạc. Anh Đường Tăng, đội trưởng tiểu đội người thức tỉnh cứng rắn đi lên, bắt tay anh ta. Tôi đã vạch ra lộ trình an toàn nhất cho anh, zombie tương đối ít,
tiểu đội trưởng tên là Thái Kiện là một người thức tỉnh tăng cường tốc độ. Đường Tăng không thèm để ý, zombie nhiều cũng không sao, giết chết bọn chúng là được rồi. Thái Kiện cứng rắn một tiếng, cảm giác lão ngoại này rất kiêu ngạo. Đường Tăng kia, ngài có thể không biết tình hình thành phố Giang Bắc, hay là cẩn thận một chút. Không có gì không biết, trước kia tôi sống ở thành phố có 20 triệu người, tiến hóa ra rất nhiều sư vương cường đại, không ai hiểu zombie hơn ta, Đường Tăng nói. Một số đội viên đều thán phục, quả nhiên là người đã gặp qua đại tràng, vậy ngài nhất định đã gặp qua quỷ sư đi, một trong những cô gái tò mò hỏi. Đương nhiên tôi từng giết không chỉ một con, đối mặt với quỷ sư rất có kinh nghiệm, mấy người vừa trò chuyện vừa đi vào thành phố, nếu đi theo con đường bình thường. Bọn họ vẫn cần phải xuyên qua lãnh địa của xà đồng trước đây, đương nhiên hiện tại đã bị tôi nuốt chớt, hiện tại công ty TIK không dám trêu chọc tôi, cho nên định đi đường vòng. Nhưng trên đường phố vẫn có mấy con zombie lang thang, bọn chúng phát hiện vài tên nhân loại sau đó như chó điên xông vào mấy người. Đường Tăng ra tay, năng lực thức tỉnh của hắn là tăng cường bộ vị thân thể. U Minh quỷ thủ ở trên tay phải hắc khí bốc lên, giơ tay giữ chặt cổ zombie, vốn là zombie hung cuồng đến trong tay hắn trong nháy mắt bị tê liệt. U Minh quỷ thủ quả thật có hiệu quả tê liệt, chỉ cần chạm vào sinh vật là có thể làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Năm ngón tay kia của Đường Tăng phát lực một tiếng, quả nhiên rất mạnh a. Đám người Thái Kiện lặng lẽ quan sát, được rồi. Chỉ cần đừng gặp được sư vương ở khu vực tòa nhà là được rồi, một nữ đội viên cảm thán, hiển nhiên đã xuất hiện bóng ma tâm lý. Thái Kiện mở miệng trấn an nói lần này sẽ không, chúng ta vòng quanh xa như vậy, có thể trùng hợp như vậy còn bị hắn gặp phải. Hiển nhiên bọn chúng cũng không biết, ta đã thu được tình báo virus quy, ai cũng không chú ý tới. Lúc này trên bầu trời có một con quạ đen kịt nhanh chóng bay lên, một đôi mắt nhỏ thu hết cảnh tượng đường phố phía dưới. Mấy người lại đi một đoạn, Thái Kiện đột nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh rất nhiều, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, trên đường phố phía trước một con zombie cũng không có. Mọi người cũng không để ý, không có zombie còn không tốt, tránh phiền toái, nói xong bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Một đám người rất nhanh tiến vào phạm vi dây leo, lúc này từng trận gió nhẹ thổi qua dây leo dưới cỏ rậm rạp. Lại chậm rãi nhúc nhích bọn chúng lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai nhân viên vũ trang, không bao lâu liền quấn quanh cổ chân hai người, lập tức đột nhiên kéo hai người ngã xuống giữa không trung. Cứu mạng cái gì quỷ vật này, hai người đầu hướng xuống dưới không ngừng giãy giụa, nhưng xung quanh lại ngẩng lên dây leo bắn thẳng đứng, đâm vào thân thể hai người ủng ục hút hút lên. Hai người trong nháy mắt biến thành hai thi thể khô, đám người Thái Kiện kịp phản ứng lại nhìn lại đây là quái vật gì, mặc dù Đường Tăng kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua một màn quái dị như vậy. Mà những dây leo xung quanh phảng phất như bị kích hoạt, thưa thớt xông về phía mấy người, đám người Thái Kiện vội vàng rút trường đao hợp kim chặt đứt dây leo, xem ra chỉ là thực vật biến dị mà thôi. Sau lưng khẳng định có chủ não khống chế, chỉ cần tiêu diệt nó là được rồi, đám người Thái Kiện gật gật đầu, nhao nhao nhìn về phía dây leo sinh trưởng, cũng định đi thuận theo hướng dây leo mò mẫm. Nhưng theo ánh mắt bọn họ phóng mắt lại phát hiện một cô gái zombie ở phía trước, hắc 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 hắc, khóe miệng tiểu bát đến vành tai, sau đó mở hai móng vuốt chạy về phía trước, mọi người đến mép hí khúc nổi lên. Trong lòng kinh hại vạn phần, rõ ràng là một con sư vương, hơn nữa tốc độ của tiểu bát càng ngày càng nhanh, thân hình đột nhiên biến mất. Mấy người quỷ sư đối mặt với phương hướng của tiểu bát, ngưng thần đề phòng, trong đó một người thức tỉnh tinh thần đang cố gắng cảm giác. Không biết lúc này một bóng đen chậm rãi di chuyển ra sau lưng, từ trong bóng dáng của hắn đứng ra, móng vuốt sắc bén của tiểu hắc ở trạng thái ẩn hóa đâm thẳng về phía sau tinh. Bởi vì mấy người đều bị tiểu bát phía trước hấp dẫn, căn bản là không chú ý phía sau, Thái Kiện quay đầu nhìn chằm chằm, lúc này bị kinh hãi không nhẹ. Tại sao lại có một con quỷ thi, tiểu hắc sau khi một kích tất sát, căn bản không thích chạm. Thân hình Thái Kiện vừa định đuổi theo, lại nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện móng vuốt sắc bén của tiểu bát đã cắt đứt cổ hai đội viên, một đội viên bên cạnh thấy thế vội vàng đi qua tăng viện, nhưng quanh người hắn vừa dấy lên hơi thở nóng rực. Bỗng nhiên cảm giác đại não đau nhói, thiếu chút nữa ngất xỉu, chỉ thấy tiến sĩ bởi gương mặt nghiêng xuất hiện ở chân tường không chút bắt mắt, đang lặng lẽ đánh giá mấy người. Thái Kiện nhất thời nhịn không được mắng mợ kiếp một đám cỏ dại.